súng phun xương cao áp Takeo TK3X hỗ trợ cho bình xịt điện, xịt côn trùng, xịt thuốc trừ sâu đều mạnh hơn. Với súng phun xương cao áp Takeo TK3X sẽ giúp cho thời gian xịt tiết kiệm và độ khuếch tán rộng hơn. Với sự giúp đỡ từ cánh quạt trong máy phun xương cao áp giúp chúng ta phun cao hơn khi sử dụng xịt những cây công nghiệp hoặc những cây có tán rộng và rậm rạp. Chất liệu của súng phun xương cao áp Takeo TK3X được làm bằng nhựa cao cấp, an toàn, không độc hại, không có mùi, độ bền cao, bảo hành lên đến 18 tháng. Trọng lượng nhẹ và dễ dàng sử dụng, di chuyển. Máy sử dụng công tắc khởi động điện khi dùng. Bếp phun ra dạng tia xương nhỏ, đều và mịn. Bà con có thể thấy là hạt xương ra rất là mịn và đều. Đặc biệt là máy có thể giúp khuếch tán xa từ 3 đến 5 mét lên chiều cao và chiều ngang, giúp chúng ta rất là dễ dàng xịt những cây đường kính tán lớn và kích thước cây lớn